Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ chia sẻ với các anh chị một cái chương trình AirDrop đến từ cái ví OOO Wallet. Ở trên cái ví này thì khi các anh chị đăng ký cái tài khoản thì các anh chị nhập cái mã mời của người mời thì các anh chị sẽ nhận được 200 cái đồng OOO này. Và hàng ngày thì các anh chị vào các anh chị khai thác thêm được 10 cái đồng OOO nữa là 201 nhá. Đấy, mỗi ngày sau 24 giờ thì các anh chị quay trở lại các anh chị vào các anh chị khai thác một lần. Và cái ví này thì sau này người ta sẽ cho KYC và tránh cái trường hợp các anh chị chích tài khoản đấy. Đây là cái trang Twitter của dự án này. Đây có 15.000 người theo dõi rồi. Đây. Hiện tại thì cái dự án này nó đã có mặt ở trên cái cửa hàng CH Play rồi nhá. Còn trên App Store thì chưa. Đây là cái trang Telegram của dự án này, các anh chị có thể join vào để các anh chị nắm thêm cái thông tin này. Để mời bạn bè thì các anh chị click vào cái chữ invite ở đây. Đây các anh chị sao chép cái mã mời này, các anh chị chia sẻ với bạn bè của các anh chị. Còn bây giờ thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị tiến hành đăng ký cái tài khoản ở trên cái ví này nhé. Cái việc đăng ký thì nó cũng đơn giản thôi. Anh chị nào mà muốn tham khảo cái sách trắng của dự án thì các anh chị có thể vào đây. Còn sau này thì người ta sẽ cho KYC nhé. Rồi đầu tiên để đăng ký cái tài khoản ví thì các anh chị cần tải cái ví về. Để tải ví thì các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới cái phần mô tả của video đấy. Nó sẽ đưa các anh chị đến cái giao diện cài đặt cái ứng dụng ở trên kia cửa hàng CH Play. Các anh chị nhấn vào cài đặt ở đây và các anh chị tải cái ứng dụng về. Sau khi tải về thì các anh chị mở cái ứng dụng lên nhé. Đây các anh chị mở lên, các anh chị cho phép. Rồi tiếp tục các anh chị sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản Google. Rồi các anh chị nhập cái mã mời vào nhé. Ở đây yêu cầu các anh chị có cái mã mời các anh chị mới nhận được 200 cái đồng OOO tương ứng với giá trị là 25 đô đấy. Các anh chị nhập cái mã mời vào và các anh chị nhấn vào cái chữ claim ở đây. Đây các anh chị sẽ nhận được 200 cái đồng token này sau khi các anh chị nhập cái mã mời đấy. Đây là cái giao dịch khi các anh chị đăng nhập vào, các anh chị đã nhận được 200 cái token này khi các anh chị nhập cái mã mời. Còn để khai thác hàng ngày thì các anh chị click vào cái chữ claim ly ở đây. Đấy. Thì nó sẽ bắt đầu khai thác cho các anh chị. Cái ví này sau này người ta sẽ cho cái KYC nhá, nên các anh chị không nên chích cái tài khoản đấy. Ở cái mục wallet này. Ở đây thì hiện tại các cái tính năng gửi nó chưa được khai dùng nhá. Sau này bên dạng cho chúng ta KYC thì các anh chị mới thực hiện được các cái tính năng này đấy. Ở cái mục Twitter User ID này, các anh chị điền cái User ID của các anh chị ở trên Twitter vào. Và các anh chị có thể submit nhé. Cái Twitter ID thì các anh chị click vào cái biểu tượng logo ở đây này. Đây, các anh chị sao chép cái account ở đây. Các anh chị sao chép cái ID ở đây nhé. Của em là account Hồ Cẩm Tú 596 này. Rồi các anh chị nhấn vào cái chữ submit. Các anh chị nhớ là phải follow cái Twitter của dạng trước đó nhé. Rồi các anh chị điền cái username vào. Các anh chị nhấn submit này. Đấy. Như thế là em đã chia sẻ với các anh chị cái cách đăng ký cái tài khoản ở trên cái ví OOO Wallet này để các anh chị nhận được 200 cái đồng OOO Wallet nhé. Và hàng ngày thì các anh chị vào các anh chị khai thác thêm được 10 cái đồng token này nữa. Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video của em. Em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.